Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Thưa quý vị và các bạn, sau khi các nước phương Tây tiến hành một cuộc so sánh vũ khí Nga và các sản phẩm cùng loại của họ, phương Tây thừa nhận rằng dàn vũ khí do Nga sản xuất là những vũ khí cực kỳ đáng sợ và có sức mạnh vượt trội. Theo nhận định của tờ The Times, trong những vũ khí tối tân do Nga sản xuất có thể khiến đối phương phải ôm hận, trong đó có hệ thống phòng không S-300, hệ thống tên lửa chống hạm Bassan và tàu ngầm Kilo là những vũ khí đều đang có mặt trong trang bị của quân đội Việt Nam. Báo Anh gọi các tên lửa chống hạm của Nga như tên lửa siêu thanh P-800 Onyx phiên bản Zircon trang bị cho tổ hợp Bassan P và tên lửa siêu vật âm Zircon là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hạm đội của Anh. Cùng với tờ The Times, tạp chí quốc phòng The National Insert của Mỹ cũng đã tiến hành điểm danh những vũ khí đáng sợ của Nga. Đứng đầu là P-800 Onyx, tiêm kích Su-35 và xe tăng T-90. Theo báo Mỹ, hiện một trong những vũ khí đáng sợ này là tên lửa P-800 Onyx đã được Nga xuất khẩu cho Việt Nam. Báo chí Mỹ bình luận rằng, Hải quân Việt Nam đã tiến hành một cuộc tập trận triển khai tên lửa bờ K-300P Bassan P trong khoa mục phản kháng một cuộc tấn công từ lực lượng đổ bộ của Hải quân kẻ thù. Đặc điểm của cuộc diễn tập này là Việt Nam đã cơ động Bassan P bằng tàu đổ bộ nhỏ và triển khai hệ thống nhằm huấn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các binh sĩ. Hệ thống Bassan P hiện Việt Nam đang được sử dụng được thiết kế để tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, bao gồm cả tàu sân bay. Hệ thống Bassan P có khả năng cơ động cao, hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết, có khả năng kháng nhiễu mạnh, khai hỏa nhiều đạn tên lửa cùng lúc. Bassan P sử dụng tên lửa P-800 Zircon nặng 3 tấn, tên lửa dài 8,9 mét, đường kính thân 0,7 mét, sải cánh 1,7 mét. Đạn tên lửa P-800 trang bị động cơ phản lực tính dòng thẳng siêu âm cho phép đạt tốc độ Mach 2. Với vận tốc cực lớn như vậy, đối phương rất khó phản ứng kịp thời và bị tiêu diệt bởi đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng 200-250 kg. Theo đánh giá của chuyên gia thế giới, với đầu đạn đó, P-800 có khả năng tiêu diệt các tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Tầm bắn của tên lửa P-800 phụ thuộc vào chế độ bay. Tên lửa bay ở quỹ đạo cao thấp hỗn hợp cho phép đạt tầm bắn 300 km. Tên lửa bay ở quỹ đạo thấp cho phép đạt tầm bắn 120 km. Trong khi ca ngợi hết lời P-800 Onyx, tờ The National Insert của Mỹ cũng đã so sánh hệ thống phòng không S-300 với sản phẩm tương tự do Mỹ sản xuất, đó là hệ thống tên lửa Patriot, và kết luận rằng vũ khí của Nga vượt trội về mọi tính năng. S-300 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa của Nga do tổng công ty Amac, sau này là công ty Amac Antey sản xuất. S-300 sử dụng tên lửa do phòng thiết kế MKB Franke phát triển. Hệ thống S-300 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay tàng hình có diện tích bộc lộ radar cỡ 0,02 m2 và được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa mạnh nhất lúc đó, với nhiều thông số vượt trội hơn hệ thống đối thủ của Mỹ là MIM-104 Patriot. Radar của nó có khả năng đồng thời theo dõi 100 mục tiêu và bám chặt 12 trong số đó. MIM-104 Patriot là hệ thống phòng không tầm xa của Mỹ có vai trò tương tự như S-300. Tính năng của hai hệ thống này luôn được các giới quân sự so sánh. S-300 có radar khác nhau với khả năng chống các phương pháp tấn công điện tử tốt hơn, tầm bắn xa hơn và ứng phó với nhiều tình huống hơn. Patriot có bệ phóng tên lửa được thiết kế trên xe rơ móc. Bệ phóng đặt tên lửa nằm nghiêng cho phép tấn công mục tiêu ở góc hình nón trước mũi xe phóng. Nếu mục tiêu ở hướng khác, thì xe phóng sẽ phải quay đầu sang hướng đó mới có thể tấn công được.
Thiết kế của S-300 dùng phóng thẳng đứng nên có thể tấn công mục tiêu ở mọi hướng bay. Do đó, S-300 có lợi thế về khả năng kiểm soát mục tiêu, đặc biệt là chống trả mục tiêu bay thấp hiệu quả hơn. Patriot sử dụng radar tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực tích hợp ANMQP-5365. Radar có thể theo dõi và kiểm soát 100 mục tiêu trong phạm vi 170 km và có thể điều khiển 9 tên lửa tấn công cùng lúc. Thông số về mục tiêu được bám sát bởi một radar duy nhất thông qua hệ thống chỉ huy gọn nhẹ hóa. Tuy nhiên, nếu radar bị trúng hỏa lực, hệ thống sẽ mất khả năng chiến đấu bởi không có radar khác phụ trợ. S-300 thì sử dụng hai hệ thống radar riêng biệt cho việc tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực. Radar tìm kiếm mục tiêu 64N6 Big Bird có phạm vi tìm kiếm mục tiêu lớn hơn nhiều so với Patriot. Nó có thể phát hiện mục tiêu ở cự ly tới 300 km và theo dõi đồng thời 100 mục tiêu. Hệ thống chỉ huy đồng bộ có khả năng tấn công 36 mục tiêu cùng lúc. Số đàn tên lửa có thể dẫn bắn cùng lúc 72 tên lửa. Về hệ thống điều khiển hỏa lực, S-300 có lợi thế hơn hẳn về phạm vi và số lượng tấn công mục tiêu cùng lúc. S-300 sử dụng nhiều loại đạn tên lửa khác nhau, chúng đều mang đầu nổ thông thường. Đạn 48N6E2 tầm bắn 200 km, có thể chặn đánh mục tiêu có vận tốc tối đa Mach 8. Hắc liệu RS-71 của Mỹ đã có khắc tinh S-300 trừng trị. Patriot có phạm vi tác chiến xa nhất là 160 km. Sức công phá tại vùng sát thương của S-300 gấp 7 lần Patriot. Vì đầu đạn lớn mang tới 150 kg thuốc nổ phá, tỷ lệ bắn trúng là một đạn một mục tiêu, trong khi Patriot thì phải tốn 4-6 đạn. Trên thực chiến, Patriot bộc lộ tại chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất có quá nhiều nhược điểm khi đánh trận tên lửa Scud, vì nó phải cung cấp hàng núi dữ liệu từ vệ tinh, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy E-3A, cùng hệ thống chỉ huy phức tạp. Trong khi S-300 độc lập tìm kiếm mục tiêu và tác chiến, điều đáng khâm phục là tên lửa Nga bám sát từng công tác của tên lửa hành trình mà tiêu diệt, chứ không như Patriot nổ phá văng mạnh. Đầu đạn của S-300 là tiêu diệt, đầu đạn của Patriot chỉ là bắn trận. Ông Robert Helson, một kẻ bút từ tạp chí vũ khí IHSN của Anh, bình luận rằng đây là hệ thống phòng thủ có khả năng bắn hạ bất kỳ loại tên lửa hay mẫu chiến đấu cơ tiên tiến nào. Theo nhận định từ các chiến lược gia quân sự, S-300 là hệ thống tên lửa đất đối không đa năng, bất khả chiến bại dù chưa một lần tham gia thực chiến. S-300 sẽ là quân bài thay đổi cuộc chơi với tất cả các mẫu chiến đấu cơ thế hệ 4 như F-15, F-16 hay FA-18. Daily Beast dẫn lời một phi công thuộc đơn vị thủy quân lục chiến của Mỹ bình luận: nó là một con quái vật mà không ai muốn lại gần. Viên sĩ quan trợ lý báo chí của Bộ Tổng tham mưu Nga, đại tá Viktor Branhet kể rằng ông từng được tham gia một cuộc bắn đạn thật của S-300V tại trường bắn Kasputin sâu trong hoang mạc gần biên giới Nga và Kazakhstan. Ông nói rằng, lòng tôi trào nên một niềm kiêu hãnh khôn tả về bộ óc vĩ đại và bàn tay của các nhà khoa học nghèo đói nước ta. Họ đã tạo ra những vũ khí tốt nhất thế giới. Vào thời điểm năm 1962, nguồn lực Liên Xô bị phân tán, bao nhiêu tài nguyên công thổ quốc gia bị các tập đoàn, tổng công ty tư nhân sâu xé. Liên Xô, một thời vang bóng, có cả những thành phố cấm, ở đó có rất nhiều công xưởng quốc phòng. Lúc này, những kẻ thịt muối cũng đang dắp tâm dòm ngó. Cơ quan phản gián Nga có quá nhiều việc phải làm, và họ đặc biệt chú tâm đến một việc, đó là việc Mỹ và NATO bộc lộ không giấu giếm, muốn có hệ thống tên lửa S-300 nguyên vẹn. Thưa quý vị và các bạn, với những tinh hoa vũ khí của Nga đang có trong biên chế của quân đội ta, hy vọng đây sẽ là một công cụ răn đe hữu hiệu để có thể chỉ áp những cái đầu nóng, những cái đầu có ý định dòm ngó xâm lược biên giới tổ quốc ta. Video của kênh đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.